Xin chào quý anh chị khách hàng, chào mừng mọi người tiếp tục quay trở lại với chuyên mục giới thiệu sản phẩm nội thất cùng em Kiên. Trước mắt mọi người đây là một chiếc kệ TV và mọi người thấy điểm lạ của chiếc kệ TV này đó chính là nó bị khuyết đi một phần ngăn kéo. Đây chính là cái phần ngăn kéo mà em đã chủ động bỏ ra ngoài để giới thiệu với mọi người từ bên trong ra bên ngoài của chiếc kệ TV, giúp cho mọi người hiểu được cấu tạo của các sản phẩm nội thất mà em Kiên đang sản xuất. Thì đầu tiên đây là một chiếc kệ TV được hoàn thiện hoàn toàn từ chất liệu gỗ hương đá. Và mọi người có thể thấy đằng sau chiếc kệ này là rất nhiều chiếc kệ khác đang chuẩn bị lên đường để bàn giao tới cho quý anh chị khách hàng. Thì chiếc kệ TV này có một cái thông số cũng khá là cơ bản, với chiều dài là 2m50, chiều rộng là 40cm và chiều cao là 60cm. Mang kiểu dáng này rất là quen thuộc, kiểu dáng xưa kệ TV dụng chân xoắn. Đây mọi người có thể thấy là cái phần chân của kệ được làm theo kiểu dáng chân xoắn mới của em Kiên. Nó rất là to bản, cực kỳ là dày dặn. Và cái mẫu kệ TV này, điểm đặc biệt của nó là làm từ gỗ hương đá, với tất cả các cái thành phần ván này đều được làm rất là dày dặn. Phần mặt ván là 3 phân, tất cả những cái hệ vách, hồi, tất cả mọi thứ đều rất là dày dặn, mang lại cho cái bộ sofa một trọng lượng nó cực kỳ là nặng. Có thể nói là nhấc chiếc kệ TV này ra mình nặng toát mồ hôi luôn đấy ạ. Chiếc kệ TV thì bao gồm có 6 ngăn kéo. Như mọi người có thể thấy là 6 ngăn kéo này được trang bị 2 ngăn kéo ở hai bên hông, 2 ngăn kéo trên dưới. Đó, tất cả các dạng ngăn kéo thì đều được làm dưới cái dạng bao thuốc và được trang bị đó là dây làm chấn rất là cao cấp. Đó, 2 phần ngăn kéo ở giữa. Đây, ok. Tất cả những cái phần này thì đều được làm rất là chỉn chu, rất là tỉ mỉ từ phía bên trong ra phía bên ngoài. Đó, bên trong thì có những con vít, mọi người thấy không? Đó, những con vít này thì sẽ cố định cái mặt ngăn kéo này, giúp cho nó hoạt động, nó có thể ổn định trong một cái quãng thời gian rất là dài. Đó, ngay bên trên thì là một cái hộc để đồ điện tử rất là lớn. Đó. Anh khách hàng của em Kiên thì có rất là nhiều những cái đồ điện tử và có thể để vào trong những cái phần hộc như thế này một cách rất là thoải mái, tạo ra cho không gian nội thất những cái sự ngăn nắp gọn gàng. Và đây, nhân vật chính trong video này là một cái điểm nhấn mà em Kiên muốn giới thiệu, đó chính là những cái phần từ bên trong ra bên ngoài của ngăn kéo. Thì mọi người có thể thấy là đây là những cái phần ngăn kéo này. Đó, đây là hai cái dây ngăn kéo này được trang bị, đó chính là dây cao cấp giảm chấn. Rồi, đây là những cái thanh rằng ở dưới đáy ngăn kéo. Đây quý anh chị các bạn có thể thấy là ngoài cái phần phần rằng giữa hai chân thì sẽ có thêm những cái thanh rằng rất là chắc khối để cố định hai cái phần hông trước và hông sau của ngăn kéo lại, giúp cho cái đáy ngăn kéo này nó rất là vững này. Và đặc biệt là trọng lượng của cái phần ngăn kéo này thì vô cùng là lớn. Đó, mặt sau thì cũng được trang bị đó là những cái tấm gỗ hương đá luôn. Đó, những cái tấm gỗ hương đá này thì do là cái kỹ thuật làm ấy, là 4 phần xung quanh này là mình không có vách, không có phần vách để cố định. Đó, không có phần vách chết, vì vậy nên là mình có thể làm một cái tấm gỗ tự nhiên vào đây để cho nó co giãn 4 bề luôn. Đó, đặc điểm của gỗ tự nhiên thì luôn luôn là giãn nở một cách rất là tự nhiên, bởi vì tất cả các cái thành phần gỗ tự nhiên mà em Kiên sản xuất thì đều được làm khô, được sấy khô rất là kỹ, vì vậy nên là nó sẽ hút độ ẩm môi trường vào một cách rất là tự nhiên. Và mọi người biết là một sản phẩm đã được sấy khô thì khi nó hút ẩm thì nó sẽ nở ra, và khi nó thoát ẩm từ bên trong ra thì nó sẽ co lại. Đó chính là những cái sự giãn nở tự nhiên rất là tự nhiên, rất là cơ bản của gỗ tự nhiên rồi. Đó là đặc điểm chung, đặc điểm của vật liệu. Đó, và khi mà sản xuất thì mọi người chắc chắn là sẽ phải nghiên cứu những cái phương án sản xuất làm thế nào để đạt được những cái yêu cầu của đặc điểm của vật liệu, giúp cho sản phẩm của mình sau khi hoàn thiện thì có một cái độ bền này, mang tính kỹ thuật một cách lâu dài nhất. Đó, các cái phần chân thì đều được làm rất là dày khối, rất là chắc chắn. Ở dưới đáy đây, mọi người có thể thấy là tất cả những cái tấm gỗ đều được làm rất là to bản. Đó, có thể nói là bộ sofa, cái phần kệ TV này của em Kiên thì nó rất là nặng. Rồi, em Kiên vẫn đang sản xuất rất nhiều kệ TV để phục vụ quý anh chị khách hàng. Đó, đặc biệt là dịp cuối năm này thì gần như là tất cả các mẫu kệ TV của em gần như là đang cháy hàng. Và những mẫu sofa thì em cũng đã bắt đầu dừng nhận đơn rồi. Khi quý anh chị khách hàng cần thêm những cái thông tin chi tiết để tìm hiểu các sản phẩm nội thất thì xin vui lòng liên hệ tới em Kiên nhé. Số hotline của em thì em luôn luôn ghim ở trên màn hình để mọi người có thể tiện theo dõi. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì luôn ủng hộ và theo dõi những video của em, và hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp.